Tết biến tần Emerson, mã SK2401, công suất là 5,5 kg, 7,5 kg, điện vào 3 pha 380-480, điện ra là từ 0 tới 480, maximum là 1500 hertz. Đây là test với motor Bindo STA của Hàn Quốc, maximum là 1000 hertz, 200 V, 30.000 dòng. Cấp điện lên nguồn báo ready, chỉnh đã setting sẵn rồi, giờ chỉ chỉnh 700 hertz. Nếu muốn tăng lên thì bấm vào trái qua phải vào run.